Phần mái lá rất là tạm bợ ha. Đây cô bác anh chị thấy không? Cái này nó mục hết trơn, đây là những cái cây tạm hết á. Ở cô bác anh chị nè. Còn đây là những cái mái lá mà mỗi lần mưa xuống á là cả gia đình hình như là co go ở trên một cái chiếc giường kia để mà ngủ à. Em. Cái ngày mà con ba mẹ mẹ của mình quyết định cho con nghỉ học á thì lúc đó cái cảm xúc của con như thế nào? Khó tả. Ai? Dạ đây. Dạ. Thương ghê không? Đây, em 1 2 Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh 4 thành viên trong gia đình, cùng nuôi 2 người em khờ nữa, và được sự hỗ trợ của quý cô bác quý mạnh thường quân á thì Bùi Hồ quay trở lại thăm gia đình sau dịp Tết này ha. Cũng do cái công việc khá là bận rộn và lu bu thì đây là những cái phần quà mà được quý mạnh thường quân trao từ trước Tết, nhưng mà sắp xếp công việc không kịp á nên là đỡ ngày hôm nay có dịp trở về đây để mà thăm lại gia đình cũng như là xem cuộc sống của gia đình ở thời điểm hiện tại như thế nào. Mời cô bác anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ ha. Đây là một cái ngôi nhà khá là mục nát và đây là một cái ngôi nhà tình thương nha cô bác anh chị. Vì cái ngôi nhà này do sinh sống lâu rồi đó, và những cái phần mái này coi như là nó đã xuống cấp rất là nhiều rồi, những cái phần mái lá rất là tạm bợ ha. Đây cô bác anh chị thấy không, cái này nó mục hết trơn, đây là những cái cây tạm hết á. Ở cô bác anh chị nè. Còn đây là những cái mái lá mà mỗi lần mưa xuống á là cả gia đình hình như là co go ở trên một cái chiếc giường kia để mà ngủ. Em xích vô đây đi. Dạ em chào anh Lợi. Dạ chào gia đình mình ha. Cũng bao lâu rồi em mới xuống thăm lại anh Lợi, nhớ không? Nhớ. Bao lâu rồi? Cũng cả tháng quà gì à. Dạ. Năm nay mình làm mình trúng lúa không? Năm nay cũng chưa có biết nữa, bây giờ mới mua mưa hồi hôm Tết đây nó cũng sập và cũng hết rồi. Ra ruộng khi nào? Ra ruộng hồi lúc trong Tết chứ mới ra đâu qua Tết bữa một qua mùng một là đi ra ruộng liền đó. Qua mùng một đi liền. Nghỉ có ngày mùng một. Ăn Tết sao? Nói em nghe với. Ăn Tết cũng không có cái gì hết, nhờ cái nhà nước là cho được 500 ngàn rồi mua đó đó rồi ăn Tết. Con cái là nó đòi sống đồ cũng không có tiền sống cho nó nữa. Yeah. Sắp cho nó bộ đồ Tết mà không có tiền sắm. À, con xích vô đây đi. Chị lo đúng không? Lo. Chị Loan đúng không? Lo. Rồi Tết năm nay được mấy nồi thịt kho? Tết này chị không có kho thịt. Ừ, sao vậy? Tết này mấy chị cho người về cục thì cái để ăn luôn chứ cúng rồi ăn luôn chứ không có kho. Dạ. Yeah. Ừ. Ít tiền quá kho thịt mua thịt nó tiền đâu. Mua 1 ký thôi. Có người mấy chị cho rồi thôi không có mua. Hôm trước có xem lại được cái đoạn clip của mình không? Có. Hay sao? Thấy khổ. Khổ. Ừ. Thấy bé khóc ngậm ngùi không? À, thấy khổ. Mấy cô nó mới gì mới bắt lên mới coi nó kìa. Cô hồi nãy đó. Rồi hôm nay là hai vợ chồng có đi ra ruộng không? Có, sáng ngày đi nhổ bông cỏ. Nhổ gì? Nhổ ba bông cỏ lúa. À, nhổ bông cỏ là mùng 1, qua mùng 1 nghỉ ngày rồi mình đi làm luôn. Mùng 2, mùng 3 đi. Em không biết là cái ngôi nhà của mình á, lúc mưa thì sao ta? Em thấy ở đây là thấy không mặt trời luôn á. Nãy giờ tính chuyển mưa, tính dọn đồ đi nữa rồi đó. Đi đâu? Đi lại sao? Dọn cái nào? Dọn niệm của nó ngủ nè, với bộ giạc nè, nó sợ nó dọt ướt. Là đi ra ngoài sao? Mưa ngập nhà luôn hả? Nó ướt luôn, ướt hết trơn. Danh, Tết này mẹ mua được mấy bộ đồ? Dạ, có mua đâu. Xích vô coi, xích vô. Vô mẹ. Xích vô. Xích vô hoa đúng không? Mẹ không có mua bộ đồ nào á hả? Dạ. Người Tết có đi đâu chơi không? Dạ, không. Không luôn. Dạ. Mẹ lì xì được nhiêu? Nó có lì xì đó. Mà sao không lì xì? Dạ. Danh là năm nay là bao nhiêu tuổi em quên mất tiêu rồi. 16 tuổi mà nó bệnh là nó bị suy dinh dưỡng, nó ốm nhơ mà. Nó đâu mà gì nói đâu. Sao nói là chị muốn khóc? Mình thấy nó tội nghiệp. Tội nghiệp. Vì sao tội nghiệp? Vì thấy con mình bệnh hoạn rồi không có đi mặn tiếp cha nó được. 16 tuổi mà không có phụ ba mình được đúng không? Không.
Nó bệnh là ốm bí quá. Đúng rồi đó, bị chị bị có bầu nó bị rắn cắn nó rồi cho uống thuốc á. Thuốc là nó bị suy dinh dưỡng. Còn Hoa chị có dự định là cho Hoa đi học lại không? Nó hàm dữ lắm luôn mà nó không có điều kiện đó. Con có dự định đi học lại không Hoa? Dạ có. Nếu như đi học lại là tiếp tục học lớp mấy? Học lớp 6. Vậy là con hết lớp 5 là con nghỉ đúng không? Dạ. Bây giờ thì học thì cũng lỡ dở rồi, sang năm sau hỏi sang học, sau lại. Học lại. Có người cháu ở sớm nó kêu đi, nó trả cho đi mà. Nếu như mà đi học lại thì mình có đủ điều kiện để mình lo cho bé đi học không? Chắc dễ gì đủ đâu, tại vì lo gia đình quá trời sao không đủ điều kiện. Bình thường là anh với chị đi làm á, ở nhà ai nấu cơm? Hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ. Ở nhà nó chừng cho bà nội nó mến nữa. Danh làm được cái công việc nào? À, nấu cơm với gì cái chén. Cái chén, còn hơn? Dạ, con có gì. Cà phê ở nhà là cà phê. Nếu nấu cơm đúng cái chén. Đôi khi mình thấy mình lo không được đầy đủ cho con cái của mình giống như những gia đình khác thì mình thấy mình bị... Mình thấy thương đúng không? Không có đồ sắm Tết, không có sắm đồ Tết là gì chứ. Ơi, qua đây này, anh qua đây coi. Qua đây anh. Anh gì? Anh Năm à. Anh Năm năm nay là mới có 2 tuổi rồi đúng không? Hả? Thương với cô bác của anh chị là anh Năm với lại chị vô chung đây luôn. Với lại chị gì? Chị bé em. Chị bé em. Em Út. Là sở dĩ mà nếu như mà tính về lao động ở quê á thì anh Lợi với lại chị Loan cũng có thể nuôi sống được 2 người con của mình. Yeah. Tuy nhiên á thì nếu như mà không nói với hai anh chị này vô thì cô bác của anh chị không hiểu rằng là hai vợ chồng anh chị còn phải nuôi 2 người em của mình. Em nuôi bà già. Nuôi với lại mẹ lại bị bệnh nữa. Là cứ nuôi cơm suốt luôn. Chị tên gì? Không biết. Hả? Em. Chị tên gì? Em. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết. Năm nay nó năm mấy tuổi rồi? 50 mấy tuổi rồi đó cơ bác anh chị. Còn anh tên gì em quên rồi ta? 2 tuổi. Anh nhiêu tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi, 2 tuổi nên chưa mọc găng đều đúng không? Anh 60 tuổi rồi đó. 60 rồi. Từ trước giờ là anh cứ dậy luôn đúng không? Từ nhỏ giờ. Dạ, nhưng mà... Dạ, anh nói gì? 2 tuổi. 2 tuổi. 2 tuổi rồi, sáng giờ có ai cho tiền mua kẹo, ăn kẹo không? Hả? Có hả? Hai cho. Anh 2 tuổi, còn chị mấy tuổi? 2 tuổi. Chị mấy tuổi? 2. 2 tuổi luôn. Ủa vì người có 2 tuổi vậy? Có bao giờ là anh với chị này ở trong nhà làm cho mình cảm thấy cũng như sinh hoạt không bình thường giống như những người khác á, cho mình cảm thấy khó chịu không chị Long? Cũng dễ lắm, cũng như mình kêu tắm rửa rồi là tắm rửa chứ không có cãi mình. Kêu là anh mà nè, tắm mà đi tắm mà. Thiện cô à. Mọi việc sinh hoạt cá nhân thì như thế của anh chị như thế nào? Thì nó cũng tự nó làm được rồi, mình tắm mà xà bông rồi nó chế vô đầu gọi được. Nếu như mà gọi là chị dâu, mà nếu như mà chị dâu không vì thương chồng thì chắc thương gia đình thì chắc có lẽ là anh với chị cũng thì thương hết cha mẹ anh em thương hết chứ chả bỏ được. Mỗi một ngày như vậy thì mình phải tốn chi tiêu bao nhiêu tiền cho cả gia đình gồm có 5 người, có 6 người? 6 người mua. Như bữa mua 40-50 ngàn thịt heo thì ăn được ngày, rồi bữa nào có cá thì không có mua. Dạ hả? À, anh làm gì? Anh làm ra... Anh đi kiếm cá ngoài anh chợ? Đi kiếm cá. Ở ngoài đồng hả? Đặt vớn nè, cắm câu. À, có nghĩa là hết đi lên ruộng thì phải đi xuống sông? Đi xuống sông để kiếm cá gì đó. Mua tài lứ đi dân kiếm ăn. Anh Lợi là năm nay bao nhiêu rồi? 54 rồi. 54 tuổi rồi. Ngày xưa là chị đồng ý cưới anh làm chồng á. Thì anh có, chị có biết là anh có 2 người em như thế nào? Biết. Biết rồi thấy gì rồi thôi. 2 đứa cũng lớn tuổi rồi, cái 2 chồng làm mai đó, cái cưới nhau luôn. Nhưng mà vì tình thương thì thôi bỏ qua gác hết mọi chuyện để mà cố gắng đúng không? Vậy thì cố gắng mặn mà cũng không lên nổi.
tại vì nhà đông quá, mình mướn không, bữa mình ta mướn bữa không. Chị làm một ngày được bao nhiêu tiền? Chị thì làm học đào, qua Tết thì chưa có lãnh học đào làm. Ba mẹ con lãnh học đào làm. Bao nhiêu tiền một ngày, ba nếu như ba người cùng làm á? Ba người ngày có 30 ngàn, 40 ngàn. 30 có. Ngồi xong rồi gọt ngày chừng ký hộp sạch. Hộp điều á đúng không? Hộp điều. Hộp điều á. Ừ. Là ngày chừng 10 ngàn thôi. Ừ, ba mẹ con được 30. Mấy đứa này nó đâu mới làm đâu. Rồi làm mình sao để đủ để cái chi phí sinh hoạt trong gia đình? Thì anh kiếm thêm, anh kiếm cá, kiếm đồ ăn thêm. Ừ. Mình tiền đó thì mình mua sữa dùng lại cho mấy đứa nó uống. Ừ. Ngoài việc mà mơ ước cho đứa con gái của mình nó đi học lại thì chị có còn mơ ước gì nữa không? Thì mơ ước gái đi học với được cái nhà. Ở đâu mình hai chồng đi làm mà khỏi lo nhà. Còn đêm đi bắt ốc bắt đầu đó, khỏi lo cho nhà. Mưa dột. Đi bắt ốc rồi mưa bắt đầu. Ai bắt ốc? Hai chồng đi hết. Hai vợ chồng đi bắt ốc hả? Bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà. Chuyển mưa bắt đầu là bơi quay xuồng bơi giọt gì à. Hai vợ chồng bơi xuồng đi bắt. Đi bắt. À đi bắt để mình bán, để ăn rồi bán. Lễ gì mình bán ốc đậu đó. Mình lễ cái con ốc. Giờ rồi luộc rồi lễ ra bán. À, mỗi đêm gì nếu như mà trúng thì khoảng nhiêu tiền đó? Giờ nó bắt quá không tha, một đêm thì 50-60, 70-80. Mà sáng khô này đâu bắt được nắng nước. Cái ngôi nhà của mình á, là ngày xưa là nhà nước cho đúng không? Nhà nước cho đó cho 7 triệu. Ừ. Hôm nay nó là 15, 16 năm, cả tuổi thằng này nè. Ừ. Cho 7 triệu rồi gia tiền nhà nước tới giờ chưa trả nổi nữa. Thiếu bao nhiêu nữa? Thiếu tới 10 mấy triệu. 10 mấy triệu? Dạ, thêm vô rồi xây sở đó là 15 triệu. Thiếu 15 triệu. Thiếu thì mình phải trả dần đúng không? Trả dần. Ê, hiện nay còn nhiêu? Mà chưa có trả dần được, nó toàn là đóng lãi không à. Có làm gì được đâu. Đóng lãi lần tháng nhiêu chị? Tháng gì đó, 100 mấy. 100 mấy tiền lãi. Em vợ nó lên, nó thấy vậy nó làm, nó không có tiền công mướn người ngoài mà đâu 3-4 bữa. Có nghĩa là ngôi nhà của mình là cũng tự dựng lên. Ừ. Nhưng mà nhà nước hỗ trợ cho mình được 7 triệu đồng. 7 triệu. Mười mấy năm về trước á. 16 năm mà. Sau đó là mình mới tự xây. Và khi mà mình cắt lên như thế này. Ừ. Là tổng cộng thêm 15 triệu nữa là ra 20 mấy triệu. 22 triệu. Ăn uống rồi luôn, tại vì không có mặn được. Bắt buồn nữa. Nhà hồi đó cũng còn hai đó, hai đứa nhỏ mà. Này nhỏ quá đâu có đi mặn được ở nhà, bù vô họ giấy đi tiền rồi gì ấy đâu tới giờ trả chưa hết vậy hả? Ừ. Rồi nếu như mà 10 mấy triệu đối với gia đình của mình là một cái số tiền rất lớn đó, không phải là nhỏ đó. Khó kiếm trả, tại vì tháng nào cũng đóng lãi, đóng lãi hết trơn. Hả? Ừ. Đóng lãi hết 100 mấy chục ngàn rồi. 100 mấy. Và chưa kể tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày nữa. Tiền điện, tiền nước, tầm lâm hết nha. Trời ơi. Bởi vì gán cho mấy đứa này lớn lên, nó đi mặn, có cái nhà ở, nó đi mặn. Ở đây cũng không ai mướn mặn gì, phải mướn mặn một tháng mặn được 20 ngày cũng được. Không ai mướn mặn. Nhưng mà nhà nước cũng cho mình trả dần mà đúng không? Trả dần mà mình không có trả nổi. Ví dụ như mình có bao nhiêu thì mình trả bao nhiêu được mà đúng không? Được. Không có kiếm tiền đóng lãi, ta cũng để vậy hoài. Ừ. Còn ai nợ đó, còn nợ gì nữa không? Nợ nhà nước không à? Nợ nhà nước. Nợ. Chứ giờ nhà ở ngoài sao có tiền đâu nói trả. Thật ra là người ta thấy mình khổ á. Ừ. Nhà mình gách người ta cũng không dám cho mình mượn tiền. Không dám đâu, dễ gì dám. Nên mình hỏi tiền người ta cũng nói cũng không có. Dạ, tới Tết mình mượn chịu cũng chưa chắc người ta cho mình. Tết vừa rồi thì được bao nhiêu tiền để ăn Tết ngoài nhà nước cho 500 ra? 500, cho 500 mà với cho 1 chục ký gạo với đồ ăn dụng cụ vậy đó, nước tương, nước mắm này vậy đó. Dạ. Hủ tiếu, bún, đồ, bún này vậy đó, rồi cái ăn luôn, không có mua. Là nguyên cái Tết mình chỉ có 500 ngàn cho cả năm, 500 ngàn. Có cho cả 6 người. Ừ. Bao giờ mới hết, hết chưa? Hả? Tiền còn không? Hả? Dễ gì còn. Có những cái hoàn cảnh mà cô bác anh chị thấy là 100-200 ngàn thôi đối với cả nguyên một gia đình là có thể sử dụng được những ngày Tết luôn. Mà đặc biệt gia đình cực kỳ khó khăn như thế này với cái số vốn nợ nần như vậy thì không biết bao giờ mới trả được. Có thể là nợ anh với chị là trả không được mà đến nỗi đời. Đời con luôn. Tới con vẫn phải còn thiếu nợ.
Nếu như mà ngôi nhà của mình sửa lại thì có được không ta? Sửa được, em nó nói miễn có tiền thì mình sẽ sửa chữa được. Rồi quá, quý anh chị thấy là ngôi nhà ở dưới nè, không có lót gạch nha, toàn là những cái bao phân á, được anh với chị là may lại. Và mỗi khi mà triều cường ở dưới sông nó lên á, là nó ngập luôn cả phần này đúng không anh? Luôn, chả đắp gì đắp, đắp lần lần, đắp xanh từ chuồng trong đất đi. Dạ, lấy ở dưới này là đất hả? Đất. À, đất này là ở đâu có mình tự ấy lên? Xin tuốt trên đồng tránh, rồi có cái chuồng nhỏ nó chở về. Chả lần lần. Đắp lần lần, nó chả này lên, nó đi nó lúng, tới giờ còn lúng. À, còn bên đây là xi măng đúng không? Đúng rồi. Xi măng là ngày xưa là mình cất cái nhà, sau đó mình mở ra thêm cái phần máy này. Ừ. Rồi mình mới đổ đất, tự đổ đất vô. À, thằng nước cũng ngập luôn này luôn. Ngập luôn hả anh? Ngập luôn. Nhưng sao gặp em mà cười? Hả? Danh con có mơ ước gì không Danh? Dạ không. Không mơ ước gì? Dạ. Ủa sao vậy? Không có tiền. Còn Hoa? Dạ. Con có mơ ước gì không? Nói gì nói chú nghe. Mới được đi học. Chỉ được mới được đi học thôi à? Dạ. Rồi đi học rồi mẹ không có tiền rồi sao? Nó nói cho nó đi học, nó làm học đào. Vì nó làm học đào có tiền đó, nó đi học. À. Bữa ăn kiến kế vậy đó. À. Đúng đi học. Có nghĩa là lột học đều. Ừ. Để mà lấy tiền đó để mà đi học cũng được nữa. Vì chỉ ước mơ được gần được đến trường đến lớp giống như mấy bạn thôi. Ừ. Đúng không? Có khi bao giờ con thấy là mấy bạn đi học mà con muốn đi học giống như mấy bạn mà vì ba mẹ nghèo quá mình không có tiền để mình đến lớp thì mình tự mình khóc mình ơn không? Nói cho chú nghe với sao? Người ta thấy mấy bạn đi học được, con đi học được. Cái ngày mà con ba mẹ mẹ của mình quyết định cho con nghỉ học á thì lúc đó cái cảm xúc của con như thế nào? Khó tả. Khó tả sao, nói đi cho chú nghe coi. Sao con nói đi. Có gạo là được rồi, càng ngon càng tốt. Hả? Giống như là nó buồn, nó nói là mẹ không có tiền là con nghỉ. Hả? Giờ cũng xôn xao lắm, cũng tính cho nó đi học rồi mà thấy không có tiền rồi thôi, nó cho nó nghỉ. Đi học là phải có xe đạp nè. Ừ. Rồi phải có cặp vợ vợ nè, phải có quần áo nè. Quần áo. Chưa kể nếu như nhà mình nghèo, bây giờ học thì cũng không có tốn tiền. Tuy nhiên những cái không nghèo không tốn tiền. Dạ, không có tốn tiền mà tuy nhiên những cái thứ đó nó so với gia đình của anh với chị đi cũng rất là nhiều tiền. Ừ. Cũng 1-2 triệu bạc. Có 1-2 triệu. Thôi mẹ chứ vô học rồi cũng phải đóng người ta chứ. Ừ. Rồi sao người ta mới chi lại. Ừ. Thôi anh qua đây ngồi đây nghỉ ngơi đi, chút xíu mình đi mua kẹo ăn. Rồi sao giờ? Rồi. Cô bác anh chị thấy được không? Tại vì 60 tuổi rồi đó, nhưng mà được cái là xích qua đây đi anh. Được cái là không có chỉ là không giống như những người khác thôi. Nhưng mà về cái anh với chị rất là hiền luôn. Nên là nữ là cũng nói hiền. Dạ. À chứ phải cũng nói hai chồng hiền. À. Tết này em ghé nhà của mình để mà em kiếm bánh mứt cũng không có rồi. Bánh mứt không có. Dạ. Cái mấy đứa nhỏ là ăn hết rồi. Dạ. Ăn hết rồi. Ừ. Sao không chờ em? Mấy đứa nhỏ là ăn hết rồi. Đứa nhỏ ăn hết rồi. Được mấy bịch bánh mứt? Được, nhà nước cho được 2 bịch. Nhà nước cho được 2 bịch. Rồi ăn hết luôn rồi. Ừ. Mà nó bữa nay cũng ra vùng rồi nên là nữ không còn cũng đúng. Qua Tết à. Nhưng mà còn thịt kho không? Hết, đâu có thịt kho. Không có thịt kho hả? Thịt kho cũng hết. Thịt kho cũng hết. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì á? Ăn sáng ngày ăn vị xào cho nó, tàu vị xào cho nó mấy hủ tiếu mấy đứa nó ăn. À, là mới đi làm về. Ừ. Rồi cái về xào hủ tiếu cho mấy hủ tiếu cho 2 đứa nhỏ nó ăn. À. Mà mấy hai cô lớn với mấy em đó mới ăn rồi đó. Ở đoạn video clip trước á, Bùi Hồ cũng đã có quay về cái tổng thể của ngôi nhà rồi. Ngôi nhà này thì cũng khá là xuống cấp. Thậm chí là những cái phần mái tôn á, những cái cây đòn tai ngang thì được làm bằng những cái cây gỗ. Và chắc có lẽ là sau 10 mấy năm sử dụng thì những cái cây sờ gồ cũ nó đã mục hết. Nên mình phải thay những cây này cho nó đỡ tốn tiền. Và cột là những cái cây cột bằng trụ xi măng á.
phần nhà thì không, đa số là không có cái gì quý giá cả, ngoài việc mà những cái bao phân may lợi, những cái phần đất được người ta cho để đắp lên thành một cái nền nhà. Đó bao nhiêu đó để cô bác quý anh chị thấy được cái sự khó khăn của cả gia đình. Mà đặc biệt á, là mình thương ở gia đình của anh Lợi với lại chị Loan á, là cái sự hiếu thảo với lại thương các em của mình. Một người chị dâu mà nếu như mà không đủ lòng bao dung thì sẽ không thể nào nuôi được hai em của mình, để cho vượt qua những cái lúc anh chị không có biết như thế này nè. Thậm chí gồng gánh luôn cả hai đứa con nhỏ, không có đi làm gì cả, tiền á, ngoài việc là học đều. Làm cái hộp điều á, là có nghĩa là tách những cái phần vỏ ra bỏ á, thì mỗi một ký là nhiêu tiền vậy? 8.000 thì ngày khoảng hơn ký thôi, có nghĩa là khoảng 10.000 đến mười mấy ngàn. Mà làm giỏi thì chắc có lẽ là cũng khoảng được 20.000, mà gia đình ba người thì khoảng 60.000. Bao nhiêu đó cũng không đủ việc chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, vì ở thời điểm hiện tại đó vật giá rất là leo thang luôn. Cô bác anh chị biết là thịt heo đến nỗi Tết là lên hơn 100.000 một ký, có khi là đến 180.000 một ký, thì cả gia đình 500.000 thì ăn Tết, 2 ký thịt heo thì sẽ hết. Đừng nói cái món ăn thôi cũng đã khó rồi, nói chi là cái việc quần áo mới. Và ngày hôm nay á, Bùi Hồ cũng mới có dịp tranh thủ trở về lại cái vùng đất Long Mỹ, Hậu Giang này để gặp gỡ gia đình. Thay mặt cho quý mạnh thường quân là cô Su Ly Hoàng ở Mỹ gửi cho gia đình 400 USD. Thay mặt cho gia đình của anh Vũ và chị Thùy là thợ sắt ở Thanh Bình, Đồng Tháp là 1 triệu đồng. Thì tổng cộng là 400 USD, 100 USD thì Bùi Hồ đổi ra được là 2 triệu 450 ngàn đồng. Tổng cộng là 9 triệu 800 ngàn. Với lại 1 triệu đồng của anh Vũ nó là 10 triệu 800 ngàn đồng. Mong rằng cái số tiền này sẽ giúp cho anh với chị cũng như là có thể trả bớt một cái phần nào nợ nần do còn thiếu nhà nước mười mấy năm qua. Phần còn lại thì làm vốn để trang trải xây sở trong cuộc sống. Và có thể là số tiền này cũng không quá nhiều, nhưng mà mong rằng chị có thể dành dụm đắp đổi để mà cho bé Hoa là con của chị á, có thể mang cặp sách đến trường giống như các bạn ha. Hôm nay thì em gửi thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi mình 400 USD, và thay mặt cho anh Vũ và gia đình anh Vũ, chị thì thợ sắt gửi cho mình là 1 triệu đồng, là tổng cộng là 10 triệu 800 nghìn đồng ha. Em gửi anh hay chị? Anh đây. Gửi cho ai? Dạ đây. Gửi cho thương ghê không? Đây em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây 10 triệu 800 nghìn đồng. Và hôm nay thì đồng hành với lại em thì có Minh với lại em Minh với lại em Toàn ở thành phố Vị Thanh, có gửi một bao gạo 25 kg, đúng không? Thấy thương quá mà hay tự nhiên đặt bao gạo chạy lại luôn. Minh với Toàn thì làm ở thành phố Vị Thanh đó, Hậu Giang. Rồi chị có muốn nói lời nào với quý mạnh thường quân không? Cảm ơn cô. Cô Julie Hoàng. Cô Julie Hoàng, con cảm ơn Mỹ. Lắm ở Mỹ. Rồi anh Vũ và chị Thì. Rồi anh Vũ, chị Thì. Dạ. Cảm ơn cô với anh Vũ, chị Thì lắm luôn. Còn anh có muốn nói lời nào không? Cũng là rất cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là cô Julie Hoàng ở Mỹ. Cô Julie Hoàng ở Mỹ. Chứ anh Vũ chị Thì. Anh Vũ chị Thì. Dạ. Em với con là rất là cảm ơn được giúp là như vậy. Số tiền này chiều nay mua thịt heo ăn thì sao? Không có để dành đó chứ không. Rồi với cái thứ hai nữa, cảm ơn là anh với em tên gì nhớ không? Anh không nhớ nè. Không nhớ. Anh không nhớ đâu, anh không nhớ tên đâu. Thiệt là rất là mừng. Dạ. Mừng chiều nay mua 5 kg thịt heo để dành ăn cho đã. Không có để dành đó, để mà sao có hết gạo này kia rồi mua cho đứa anh với em này với con cái rồi nó ăn. Chứ thể kiếm cá rồi cái qua ngày cũng được rồi. Chứ không mua thịt heo ăn lâu lâu có tiền mua bữa. Lâu lâu mua bữa. Lâu lâu mấy đứa nhỏ nó thèm thì mua cho nó ăn bữa.
thấy thương anh. Không hề, anh nói chuyện rồi cái tay tay chân mà run run. Con muốn nói lời nào không? Qua. Danh. Dạ. Con muốn nói lời nào với lại cô chú không? Anh cảm ơn cô Suy Hoàng với anh Vũ Chị Thùy. Anh Vũ Chị Thùy. À. Dạ. Còn Hoa. Dạ, con cũng cảm ơn cô Suy Hoàng với anh Vũ. Với anh Vũ chị Thùy nhiều lắm. Ừ. Rồi bây giờ có tiền đi học rồi mừng không? Dạ mừng. Cũng mong sao á, nếu như cô bác của anh chị mà có lòng hảo tâm rồi đó, có thể tiếp sức cho bé để được đến trường. Dù sao đây cũng là một cái mơ ước rất là đổi bình thường. Tuy nhiên ở cái hoàn cảnh khó khăn như thế này á, đó là một mơ ước. Đó là một cái gì đó nó rất là xa vời đối với bé. Tại vì cái việc lo việc ăn hàng ngày thôi cũng đã khó rồi, nói chi là cái chuyện mà đi đến trường. Rất mong là hữu duyên thì chú cũng sẽ quay trở nhà của con nữa để thấy con được cấp sách đến trường cùng với mấy bạn ha. Rồi, số tiền này chị để làm gì? Mua thịt heo ăn. Ừ, để dành ăn. Cho mấy mua gạo, mua đồ ăn. Ừ, mua gạo ăn hơi bị lâu á. Ừ. 25kg gạo ngoài kia của Minh với Toàn là ăn cũng lâu lắm rồi. Nếu cho ăn trả ở ngoài. Uống rồi, sinh hoạt đỡ ngoài. Dạ, rồi có thể mình có thể trả bớt cái phần nợ nhà nước khoảng 5 triệu gì cũng được. Rồi sau đó mình để thôi nợ của mình mà tiền của mình xài hết thì con của mình nó trả nợ cũng tội nghiệp cho nó. Thôi thì bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân ha. Cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình. Cảm ơn anh gia đình anh Vũ và chị Thị ở sắc thợ sắt ở Thanh Bình Đồng Tháp. Cảm ơn em Minh với lại em Toàn rất là nhiều đã đồng hành với anh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha.